Chào các bạn, hôm nay anh Phi gửi hàng Chiến Long Xạ Thủ phần 3D thì anh Phi không có test nữa, anh Phi không có quay những cái đoạn phim test gửi đi nữa. Nhưng mà hôm nay thì cảm thấy nhớ các bạn quá, các bạn yêu thích Chiến Long Xạ Thủ phần 3 cho nên anh Phi lại tiếp tục đến với các bạn qua một cái đoạn clip giới thiệu về cái cách anh Phi test cái món hàng Sư Tử Ánh Sáng. Có một vị khách hàng vừa mới đặt hàng xong và anh Phi cũng đã xác nhận đơn hàng xong và chuẩn bị gửi đi cho bạn, thì khoảng từ ngày 10 cho tới ngày 12 thì bên giao hàng họ sẽ giao cho bạn đó. Thì xin lỗi các bạn là do phần thông tin bạn yêu cầu anh giữ bí mật thông tin của bạn cho nên anh Phi không có nêu tên bạn ra đây. Và nhiệm vụ của anh Phi lúc nào cũng vậy, ở cửa hàng Abo cũng vậy, có quay clip hay không quay clip thì tất cả đều phải khui ra để kiểm tra cái sản phẩm cho các bạn một cách chi tiết ở phía bên trong này, giống như là anh Phi đang làm. Thì cũng không phải là khui ra rồi lấy ra từng món để coi đâu, chủ yếu là khui ra để xem coi nó có đầy đủ hay không. Thì Sư Tử Ánh Sáng siêu cấp thì nó thuộc dòng siêu cấp, thì nó sẽ có một cái tay cầm bắn, một cái khiên, cái gọi là cái gì nhắm là anh Phi mới là cái phần ngắm ha, phần ngắm đi. Rồi tạm gọi như vậy để anh coi coi nó kêu cái tên đó là cái gì. Tay cầm quách đại, nó không có kêu bằng cái kính ngắm mục tiêu, xin lỗi các bạn, kính ngắm mục tiêu. Còn cái phần này là cái phần mà để gắn vào cái này là gọi là cái gì, cái tên nó gọi là khiên tấn công nha. Lâu ngày không review cho nên quên tên hết trơn. Rồi ống ngắm siêu cấp, nòng ngắm siêu cấp, rồi ống chiến luân siêu cấp, rồi nó có 6 chiến luân vàng, một chiến luân bạc và một cái chiến luân thần thú và một cái nhân vật của chúng ta ở đây. Và cái mà anh Phi cảm thấy lo lắng nhất là cái phần này, cái rờ le này, cái g ở phía sau này. Nếu cái rờ này mà các bạn không để ý bỏ mất là không thể chơi được cái sản phẩm này, cho nên anh Phi buộc lòng phải dùng cái dây rút để anh Phi rút cái phần này lại cho các bạn. Cho mượn con dao đi. Rồi anh Phi sẽ dùng dao để anh Phi môi hai cái lỗ ở đây ha, và anh Phi sẽ xỏ cái dây rút này qua. Các bạn về nhà thì các bạn chỉ cần dùng kéo các bạn cắt bỏ cái dây rút này là các bạn có thể các bạn sẽ lấy ra được cái này ha. Nó dây rút này không phải để rút để cái miếng này nó cứng lại, nó đã cứng rồi không có gỡ ra được đâu, không tự nhiên nó rớt được. Anh Phi rút mục đích là dùng làm một cái dấu hiệu để các bạn dễ dàng các bạn thấy cái này. Nó có cọng dây lòng thòng thì các bạn dễ dàng các bạn thấy hơn mà các bạn không có bị bỏ quên ha. Gỡ ra là nó sẽ đánh tiếng ngay các bạn. Đây, nó có một cái cọng dây lòng thòng mà cái cục này không thể bỏ quên được, đó là một cái dấu nhấn để các bạn sẽ phải lưu ý để lấy nó ra. Còn đây là phần hướng dẫn anh Phi sẽ không làm lại, và anh Phi sẽ đóng cái hộp hàng này thành cái hộp để gửi đi, và tất nhiên là nó sẽ có cái hộp bao phía bên ngoài nữa để đảm bảo rằng cái hộp hàng này nó sẽ không bị nước, rồi không có bị vỡ, không có bị bể ha. Về tay các bạn thì nó sẽ phần 90% là nó sẽ đạt được như vậy, nhưng anh cũng không dám hứa với các bạn bởi vì sẽ phải qua không một cái khâu mà gọi là nhà vận chuyển nữa. Thì nhà vận chuyển lỡ mà họ có đè đồ lên, có mớp đầu hay là có méo chút xíu thì thôi, các bạn cũng thông cảm cho anh Phi ha. Nếu các bạn tới trực tiếp cửa hàng của anh Phi thì sản phẩm nó sẽ là như vậy. Còn nếu mà gửi hàng đi thì đôi lúc nó sẽ có những cái do quá trình vận chuyển ha. Đúng ra thì cái ngày hẹn nhận là ngày 10 chứ không phải là tới 12 đâu. Nhưng mà cái anh Phi rút kinh nghiệm cho những cái lần nhận trước thì nó sẽ dao động một số ngày, tại do vấn đề mưa bão nè, do vấn đề vận chuyển nè, kẹt xe nè, rồi kẹt nhân viên giao hàng nữa, cho nên là anh Phi phải hẹn khách rộng ra một chút xíu để đảm bảo những cái vấn đề về nhiều khi các bạn trông chờ quá rồi các bạn lại đâm ra lo lắng, nó không hay lắm ha. Các bạn cứ chuẩn bị tinh thần là từ ngày 10 cho tới ngày 12 các bạn nhận hàng thì tới sớm người ta sẽ gọi sớm cho mẹ các bạn hoặc gọi chính cho các bạn. Thì ở đây mẹ của bạn chọn số của mẹ bạn cho nên là bên giao nhận họ sẽ gọi cho mẹ bạn và họ sẽ xác nhận giao hàng ha. Họ sợ là bạn còn nhỏ quá rồi ở nhà trả lời không có chính xác cho nên là bên giao nhận họ hiểu lầm, cho nên họ sẽ xác nhận luôn. Và cái thông tin về đơn hàng thì nó sẽ là như vậy, anh Phi sẽ ghi chú hết những cái phần thông tin đơn hàng, và sau khi đóng hàng xong anh Phi sẽ dán cái này lên. Sau khi đóng hàng xong thì anh Phi sẽ kết đoạn clip này bằng cái hình ảnh đó. Anh Phi sẽ tạm dừng cái clip của mình ở đây để khi đóng hàng xong mất trong khoảng 5 tới 7 phút để đóng cái hộp cho cái cục hàng này, cái con sư tử ánh sáng siêu cấp này. Và sau khi xong thì anh Phi sẽ để cho các bạn xem coi cái hộp hàng sau khi đóng xong nó sẽ như thế nào ha. Rồi,
do cục hàng này nó dễ đóng cho nên anh Phi mất khoảng 2 phút để anh Phi đóng xong cái cục hàng này. Thực tế nó là cái thùng bia, anh Phi lật ngược lại thôi. Và bây giờ anh Phi sẽ dán cái thông tin đơn hàng lên. Sau khi dán cái thông tin đơn hàng lên xong thì anh Phi sẽ quấn một ít băng keo xung quanh cái này để đảm bảo là nó không có bị rách ra. Và anh Phi chỉ chờ cái nhà gọi là cái người giao nhận của hãng giao nhận đến nhận và đi giao cho bạn thôi. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn ở một cái clip khác. Và những ai đang yêu thích chiến lông xạ thủ thì tại cửa hàng Abo vẫn hiện nay vẫn đang còn cũng khá đủ ha. Với cái nhóm hàng 279.000 thì anh Phi còn đủ, không còn đủ, thiếu cái mã cái con màu xanh là cái con gì ta, đại bàng, con đại bàng màu xanh thì anh Phi hết, còn 5 mẫu còn lại là anh Phi còn nè, rồng đỏ bảo lửa nè ha, rồi con sư tử ánh sáng nè, con gấu cam quỳnh địa nè, con sói tím bóng đêm nè, và con cá mập thủy lực anh Phi vẫn còn. Và riêng cái nhóm hàng 379.000 thì anh Phi lại còn đủ, riêng cái mẫu màu đỏ lại thiếu, cái rồng đỏ bạo lửa lại hết rồi, và hai cái mẫu chiến long anh Phi vẫn còn ha các bạn ha. Rồi các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho anh Phi theo số 0907902742 hoặc là 0907509342, hoặc hai số đó cũng là Zalo luôn, các bạn có thể Zalo cho anh Phi cũng được, theo cái cách mà bạn đang mua, anh Phi đang đóng hàng cho bạn là bạn Zalo và gọi điện cho anh Phi. Hoặc các bạn có thể ghé vào phía dưới trang web này, nó sẽ có cái đường link của Abo trên sen đỏ, các bạn có thể ghé vào đó mua và đặt hàng trên đó cũng được. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn.